Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Sao Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn một số mẫu Honda có tay ga này, tay côn này. Rồi Yamaha thì có ẹt ha. Anh chị và bạn mua thì mình sẽ có tham khảo cái clip ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Kiều sẽ tự giới thiệu cho anh chị và bạn ha. Mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn nha, lại là Kiều đây ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại Kiều đang ở cửa hàng xe máy Khải Quanh, địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá sơ và cho các bạn ha về cái dòng tay con này, tay ga cũng có luôn. Nếu các bạn nào muốn mua thêm dòng nào thì cứ việc nhắn tin qua Zalo hoặc gọi số điện thoại để Kiều hỗ trợ nhanh nhất có thể nha. Và lên cửa hàng thì nhớ nhắn tin hoặc là gọi điện cho Kiều để Kiều hỗ trợ đón và hỗ trợ thêm tiền xăng cho các bạn nha. Rồi. Cái bên trường là một em Winner V3, bản này là bản xanh xanh lục nha các bạn nha. Bản này là hiện tại là đang khách hàng đã đặt của bên trường là một chiếc này là hôm nay mới lấy nha. Và màu tôi sẽ quay lên cho các bạn luôn nha. Và bạn nào muốn đặt, ví dụ như muốn đặt hàng sẵn thì bên trường sẽ đặt luôn. Còn ví dụ như vài bữa thì kia sẽ lên thêm màu 3D nữa. À, ví dụ như hết màu nào lên có màu lấy luôn màu đó nha, không phải chờ. Còn mà đặt thì khoảng tầm từ 2 tới 3 ngày thì bên kia sẽ lấy hàng về cho các bạn nha. Nhưng mà vẫn có xe cho các bạn về nha. Bên kia chỉ đổi dàn áo màu 3D cho các bạn thôi ha. Rồi. Cái bên Kiều là một cái em là màu xanh xanh lục, thì Kiều từng hay gọi là xanh lục nha các bạn nha. Mẫu này là lên từ cái bảng CBS. CBS hiện tại bên Kiều chỉ có giá là 31 triệu cho cái bảng CBS thôi ha. Hiện tại bên Kiều đang giảm là 1 triệu nha. Thường thường là sẽ là 32, nhưng mà hôm nay Kiều sẽ hỗ trợ giảm thêm cho 1 triệu cho các bạn nha. Là sẽ là 31 triệu cho bảng CBS. Và các bạn lên màu 3D như thế này nè thì thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 tới 2 triệu, thì Kiều cũng nói là tùy theo quận huyện nha các bạn nha. Là từ 1 tới 2 triệu tùy theo chỗ nha. Okay. Bạn nào muốn mua đổi màu thì cứ việc nhắn tin huyện cho Kiều để Kiều coi thử là có đổi màu được hay không để Kiều hỗ trợ về màu ha. Rồi mẫu này. Và cái dòng Winner X này thì mua góp thì các bạn cũng nói chung là đưa trước là cực kỳ đơn giản luôn á. Chỉ cần đưa trước khoảng tầm từ 2 triệu thôi là có thể lấy xe về nha các bạn nha, từ 2 triệu thôi. Và các bạn nào mà tài khoản đang eo hẹp một chút xíu á thì cứ việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn nha. Và thủ tục thì cũng cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần là chứng minh nhân dân nè hoặc là căn cước công dân thôi. Còn bạn nào là hiện tại đang xài còn xài hộ khẩu hoặc là có bằng lái nè, hoặc là bảo hiểm công ty, bảo hiểm y tế của công ty cấp thì mình đem theo để cửa hỗ trợ gói lãi suất thấp nhất nha. Rồi. Và dòng này là dòng bản màu 3D của CBS ha. Rồi bên Kiều có lên một số dạng như phụ kiện giống như là chống đổ này, ba ga này, các bạn thích thì mình lấy ha. Còn không thích thì bên Kiều sẽ lấy con riêng cho các bạn luôn nha. Rồi. Màu này là màu bạc đen, bạc ABS. Màu này hiện tại thì lúc trước là đang làm mưa làm gió rất là nhiều luôn ha. Hầu như là cửa hàng nào cũng không còn. Mà cũng tình trạng là nó đang chuẩn bị bỏ màu luôn các bạn nha. Nên là bạn nào mua thì tranh thủ mua sớm về cái dòng bạc này ha. Hiện tại những cái bằng mà dẫn cái bảng mà ABS á, bên Kiều màu zin sẽ là 34 triệu nha các bạn nha. Và ví dụ như bạn nào liên hệ với Kiều thì sẽ giảm thì còn 33 triệu thôi ha. Thì các màu zin này các bạn ha, mẫu này. Và các bạn mua góp thì lúc trước khoảng tầm từ 2 triệu cho Kiều là được luôn. 2 triệu là có thể góp được nha. Còn bạn nào muốn lấy cả về gốc thì đưa cho Kiều khoảng tầm từ 8 tới 10 triệu, Kiều sẽ hỗ trợ cả về gốc các bạn luôn. Okay. Từ 8 tới 10 triệu thôi là có cả về gốc ngay từ tháng đầu tiên các bạn đóng luôn ha các bạn ha. Rồi, màu này là màu bạc nha. Yeah. Rồi. Bản này là bản CBS nha các bạn. CBS thì bên Kiều sẽ có màu đen bóng, trắng bóng và đỏ bóng. Màu thì tất cả các màu thì bên Kiều kho đều có. Có cái chân ở đây và có cái ở trong kho nữa. Nên là màu đặc, nói chung là màu zin là chắc chắn sẽ có hàng nha các bạn nha. Cứ việc lấy màu zin thì yên tâm ha. Mẫu này hiện tại Kiều sẽ giảm là còn 31 triệu cho cái em này thôi ha. Mua góp thì đưa chốt 2-3 triệu, 1-2 triệu cũng được luôn nha. Và cái bên là Kiều là cái bản đường đua nè các bạn. Bản đường đua này, thường có nhiều cửa hàng thì bản đường đua nó sẽ bán mắc hơn. Nhưng mà hiện tại Kiều đang để giá là bằng giá ABS luôn. ABS là đồng giá luôn. Hiện tại là từ 33 tới 34 triệu cho cái em này ha. Với cái dòng này. Và cũng vậy luôn, 2 triệu lấy xe về. Bây giờ thật sự mua xe là cực kỳ đơn giản luôn, chỉ có lên đưa 2 triệu là lấy xe về ha. Làm okay. Thủ tục thì bên Kiều làm khoảng tầm 15 phút là xong, rất là nhanh luôn. Hai con mới còn Winner X nè. Winner X hả? Winner X thì bản này thì bên Kiều sẽ còn hai con cuối cùng nha các bạn nha. Hai con cuối cùng là hai con bên Kiều sẽ lên màu 3D luôn. Là một bên là xanh xi măng và một bên là xanh xanh ngọc. Hiện tại hai em này có giá lên màu 3D và bản ABS bên Kiều có đang bán giá là 31 triệu cho hai cái em này ha. Hai em cuối cùng nha các bạn nha, nếu mà muốn mua này thì tranh thủ nha, sẽ không còn hàng nữa luôn. Mẫu này, có dòng này góp thì đứa trước khoảng tầm cỡ cũng 1-2 triệu thôi là lấy xe về được. Nói chung là cứ dòng Winner X thì bên Kiều hỗ trợ tối đa luôn ha, cứ màu là đầy đủ luôn nha. Rồi, mình qua dòng SH ha các bạn nha, mình qua dòng tay ga đi ha. SH125 màu trắng, bản CBS, hiện tại bên Kiều có giá là 79 triệu cho các em này nha các bạn nha. Và mua góp đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 10 tới 12 triệu hoặc 15 triệu là mình lấy xe về ha. Các bạn đưa càng nhiều thì các bạn vay càng ít, hồ sơ nó càng dễ đậu, lãi suất càng thấp nha. Ví dụ như Kiều tư vấn thì cứ vấn số tiền tối thiểu thôi, còn ví dụ như các bạn có nhiều thì các bạn cứ việc trả nhiều nha. Rồi, tùy mỗi người nha. Rồi, cái bên Kiều là thêm một chiếc SH125 nữa, nhưng mà màu này là sẽ là màu 3D nha các bạn nha. Thường thường nếu mà một SH mà cái màu mà xám á
thì chỉ có 150 bản ABS mới có thôi, còn cái bản CBS mà 125 thì bên Kiều sẽ lên 3D. Thường tại vì có nhiều khách hàng yêu cầu màu này nên là bên Kiều sẽ lên sẵn luôn ha. Với cái dòng màu này mà 3D nè. Nè các bạn thấy không? Bên Kiều sẽ sơn luôn cái mâm nè các bạn nha. Màu 3D là bên Kiều sẽ độ luôn mâm này là mâm đen nha các bạn nha. Mâm là mâm sơn nha. Hiện tại em này sẽ có giá là 81.500 cho các em này, vừa lên màu này, vừa lên bánh này, vừa lên mâm luôn nha, là 81 triệu cho các em này ha. Và mua góp cũng vậy luôn, đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 15 triệu là lấy xe về ha. Rất là đơn giản luôn ha. Còn bạn nào mà muốn mua dòng SH mà tài chính dụ như là như thế nào đó thì cứ việc nói với Kiều để Kiều hỗ trợ tối đa luôn nha. Rồi. Cái bên Kiều là những cái em nè, bên Kiều nói chung là màu 125 là đầy đủ luôn nha. Đỏ này, trắng này, đen cũng có luôn ha. Và bên các bạn có nhìn thấy bên dưới không? Bên dưới là màu đen nhám này, những cái bản 150 á. Có bản thể thao á hả? Dạ đúng rồi. Đen nhám này, bên Kiều 150 sẽ có hai em là một em là đen nhám và một em là xanh xi măng. Mẫu này là màu riêng nha, so với 150 ABS thì mẫu này là màu riêng. Màu này, hai em này hiện tại có giá là 115 triệu cho hai em này nha các bạn nha. Và mua góp thì dòng 150 các bạn đưa trước cho bên Kiều nhiều nhiều một chút xíu, khoảng tầm cỡ 25 cho tới 30 triệu là mình lấy 150 về nha. Rồi. Còn muốn lên màu nào nữa thì các bạn nhắn tin cho Kiều, nói chung là màu riêng thì màu trắng, màu đen, màu nào bên Kiều cũng có, cứ việc nhắn tin cho Kiều là sẽ có xe nha các bạn nha. Rồi. Các bạn thấy không, quá trời màu luôn ha. Và thêm một cái dòng nữa là cái dòng SHMO. Hiện tại là SHMO bên Kiều giảm quá nhiều luôn rồi. Bữa giờ ở dưới Sài Gòn thì lên đây mua rất là nhiều luôn nha các bạn nha. Mẫu này SHMO hiện tại đang giảm tối đa 10 triệu mười mấy triệu cũng có luôn, tùy theo màu ha. Và các bạn mua góp thì bên Kiều chỉ để giá là giống như là giá phát giá luôn nha các bạn nha. Nè bản SHMO mà CBS hiện tại bên Kiều có giá là 55 triệu, chỉ có 55 triệu thôi các bạn. Bây giờ lại giảm nhiều so với lúc trước tới 10 mấy triệu luôn á. Bản này, bản CBS nó sẽ có hai màu là màu đỏ đây và màu xanh đen nha các bạn nha. Xanh đen chứ không phải là màu đen nha các bạn, nhìn kỹ nha, màu đỏ đây và màu xanh đen ở đây. Bản CBS ha, hai em này có giá là 55 triệu thôi. Còn ví dụ như anh chị nào làm biển số ở đâu thì cái việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá biển số nha. Rồi. Còn về cái dòng mà ABS thì hiện tại giá là đang là 65 triệu cho cái bản ABS nha. Và mua góp đi trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 10 tới 12 triệu là lấy xe về được nha. Okay, đó. Rất là đơn giản ABS luôn ha. ABS thì có màu trắng nha. Màu trắng bên Kiều này, mẫu này là mẫu sơn 3D nha. Sơn 3D. Thì xám xi măng nè. Dạ. Màu bạc nè. Dạ đúng rồi. Rồi màu gì nữa ta? Màu này là màu nè, màu có màu đỏ, cái tính cũng có nè. Đỏ cá tính nè. Rồi xanh này cũng có xanh luôn. Này cũng là ABS luôn nè. Dạ đúng rồi. Cứ việc mua màu nào thì nhắn tin hoặc là chụp hình đánh dấu cho Kiều để Kiều hỗ trợ nha các bạn nha. Mẫu nào thì Kiều sẽ báo giá mẫu đó. Và nhớ là mua, ví dụ như có nhiều khách hàng nha, người ta hỏi là hôm nay tham khảo trước là khoảng tầm 2 3 tháng sau mới mua. Là cứ việc khi nào mua thì nhắn tin hỏi lại Kiều để Kiều xác nhận giá nha. Rồi. Ngoài ra thì bên Kiều còn có thêm những cái dòng Yamaha Taycan này. Nè, các bạn thấy không? Ad này 155 này, quá trời luôn. Các bạn là Kiều sẽ báo thêm về 155 ha. Hiện tại 155 bên Kiều có giá, nói chung là 155 thì các bạn cũng biết rồi đó, nó quá nhiều phiên bản và quá nhiều màu đi, kể cả màu mới màu cũ hình như là cũng mấy chục màu á, nên là Kiều sẽ báo giá dao động thôi nha. Còn bạn nào mà mua màu nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ báo giá màu nha. Hiện tại 155 bên Kiều có giá là 44 triệu cho tới 48 triệu 500 cho tất cả các màu luôn, nên là cứ việc mua màu nào nhắn tin cho Kiều màu đó để Kiều hỗ trợ báo giá từng mẫu nha, tại vì nó quá nhiều màu để mà bây giờ mà Kiều mà đứng mà nói từng bản tới chiều mới xong luôn nha các bạn nha. Thì là báo giá sơ thôi. Thì đó là giá xe từ Winner nè, rồi lại Ad nè và một số mẫu xe SH á. Anh chị và các bạn nào mua thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo, số điện thoại Kiều mình để trực tiếp bên trên ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Chào các bạn. Mọi người xem thì nhớ like cho xỉ á. Bạn nào cần Kiều báo giá dòng nào thì cứ comment bên dưới ha. Chào mọi người ạ.